Khi mà cái phim của anh trình chiếu ở Cannes như vậy thì trong 7 phút mọi người vỗ tay thì trong đầu anh nghĩ cái gì? Cũng chờ thôi, chờ cho nó xong. Nó hơi lạ đấy, mình không có quen với cái chuyện đó. Thành ra mình cũng phải chờ cho nó xong để mà đó còn còn nói vài câu cảm ơn mọi người. Chỉ chờ thôi anh, không có hình ảnh gì trong đầu mà. Không, không, lúc đó thì hơi bị choáng đấy. Không biết là mình đang còn suy nghĩ cái gì. Ngay bây giờ thì Hùng cũng chịu thua. Không biết mình đang suy nghĩ cái gì vào lúc đó. Lúc mà mọi người kết thúc vỗ tay thì anh có nói đây là một cái cuốn phim mà anh dành cho nước Pháp. Nó là về cái tinh thần của Pháp. Khi mà Hùng đến Pháp sống một thời gian đó và mình hiểu một chút về về văn hóa Pháp thì mình thấy họ thật sự là họ có một cái đặc điểm là họ rất là chừng mực. Cái chất chừng mực đó mình nhìn thấy rất là nhiều trong hội họa, trong văn hóa của họ. Thì cái đó là một cái tinh thần mà Hùng rất là thích. Đó là vì Hùng nghĩ là nếu mình đi hơi quá một chút nó cũng không hay. Đó, mà mình giữ lại được một cái chỗ nào đó thì là nó sẽ rất là thú vị.